Hello, xin chào các con vợ. Hôm nay anh sẽ lên cho các con vợ một map mới. Đấy, này, map này ở đây là có các mấy cái lò thần. Lò này là lò Panisa. Đi qua đây sẽ là một con lợn. Đấy, con lợn này có đốm đen trên lưng. Giờ mình sẽ cho thằng cưỡi ngựa này phi qua đây nha. Lên nào. Bụp, một phát hồng mông con ngựa vẫn không sao. Hai phát trượt, ba phát trượt. Úi giời. Tiếp nào. Ôi chết luôn anh em ạ. Tiếp theo là con Stegosaurus nha anh em. Đây lên cho anh em con hàng siêu xịn sò, trên lưng dính rất là nhiều gai. Bắt đầu. Úi, bước đầu tiên, bước thứ hai chuẩn bị bắn này. Bắn. Úi giời, bắn bay xuống lòng đất luôn. Con này bị bắn vào chân và đã bị rơi xuống lòng đất rồi anh em ạ. Con này có vẻ như là đã ra đi mãi mãi. Tiếp theo thì mình sẽ lên cho anh em một con Hydra 5 đầu. Đấy, giờ mình sẽ bắt đầu cho đi qua cái cầu này nha. Let's go. Uầy, uầy. Một phát vào đầu này, rụng luôn anh em ạ. Nó này mạnh thật sự. Với một phát vào đầu đã rụng luôn này, hai phát vào đầu. Phát thứ ba, ba phát. Còn hai phát nữa. Úi giời ơi, chết luôn anh em ạ. Ok, tiếp theo là con sâu cà le. Giờ mình sẽ cho nó đi qua cái cầu này nha. Con này đi rất là chậm rãi. Này, chuẩn bị cái lò nó bắn này anh em. Chẳng một phát sượt luôn. Về né đạn siêu tốt. Hai phát, ba phát sượt. Úi giời, phát thứ tư thì không né được rồi. Phát thứ tư là dính xuyên lưng, cụ đi chân lạnh thoát. Ok, thì hiệp cuối thì mình sẽ sử dụng con Dino Cherut che chết nha anh em. Cái xỉ con này được màu xanh này, mình sẽ cho nó băng qua cái cây cầu này rất nhanh luôn, đi với tốc độ 80 km/h. Úi giời, hai phát trượt. Úi giời, bắn ba phát là cụ đi luôn này. Có vẻ như cây cầu này khá là nguy hiểm. Mình cũng xin kết thúc video tại đây tại vì nó nguy hiểm quá.